Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Doanh số bán ô tô lao dốc, thị trường đợi chính sách giảm lệ phí trước bạ. Tình hình bán hàng của các hãng ô tô vẫn chưa có gì khả quan. Tất cả dường như chờ cú hích giảm 50% lệ phí trước bạ cho xe lắp ráp trong nước từ mùng 1 tháng 7 năm 2023. Honda Việt Nam đã vừa công bố bán được 1.757 xe ô tô trong tháng 5 năm 2023, giảm 9,6% so với tháng 4 2023. Còn nếu so với tháng 5 năm 2022 là thời điểm có ưu đãi 50% lệ phí trước bạ cho ô tô sản xuất lắp ráp trong nước thì con số của năm nay còn giảm khủng hơn với mức 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Nếu tính từ mùng 1 tháng 4 2023 tới hết tháng 5 năm 2023, số lượng ô tô của Honda Việt Nam bán ra cũng giảm tới 60%. Cụ thể như sau. Đối với Toyota, tổng doanh số bán hàng trong tháng 5 năm 2023 đạt 3.902 xe, bao gồm xe Lexus. Cụ thể, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 3.734 xe, trong đó có 1.813 xe lắp ráp trong nước và 1.921 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu xe Corolla Cross, Velux Cross và Vios nằm trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt đạt 1.010, 4 xe, 590 xe và 586 xe. Trong tháng 5 năm 2023, Lexus đã mang đến trải nghiệm mới cho 168 khách hàng với tổng doanh số tích lũy kể từ khi thương hiệu được giới thiệu tại Việt Nam đạt 11.128 xe. Tháng 5 năm 2022, Toyota Việt Nam đã bán được 10.712 xe, bao gồm xe Lexus. Trong số này, có 6.060 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 4.519 xe lắp ráp trong nước. Như vậy, thương hiệu xe bán chạy nhất cũng có những giảm sút mạnh doanh số bán hàng ở thời điểm hiện tại. Để kích cầu, hệ thống các đại lý Toyota trên toàn quốc triển khai chương trình hè rộn ràng, đón ngàn ưu đãi trong tháng 6 với chuỗi hoạt động hấp dẫn cho các mẫu xe Vios, Velux Cross và Avanza trên các mặt lệ phí trước bạ, bảo hiểm thân vào kèm quà tặng. Đối với thương hiệu Hyundai, doanh số bán hàng tháng 5 năm 2023 đạt 3.575 xe. Vào tháng 5 năm 2022, tổng doanh số xe Hyundai đã đạt 6.490 xe. Hyundai Accent tiếp tục là mẫu xe có số lượng bán hàng tốt nhất tháng 5 với 920 xe đến tay khách hàng. Hyundai Creta đứng ở vị trí thứ hai với 498 xe bán ra. Xếp ở vị trí tiếp theo về doanh số trong tháng 5 là Hyundai Grand i10 với 407 xe. Hyundai Santa F đứng thứ 4 với doanh số 279 xe. Tiếp đến là Hyundai Star gây giờ với 273 xe, Hyundai Tucson với 167 xe và Hyundai Elantra với 148 xe. Các mẫu xe thương mại, Hyundai đạt doanh số 883 xe bán ra trong tháng 5 năm 2023. Các bạn đang xem video trên kênh Ô tô giá rẻ. Chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể, sắc nét và đẹp mắt. Rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài. Chúc các bạn lái xe an toàn, vui trẻ, hạnh phúc và luôn luôn thành công.